Chào bạn, hôm nay bác sĩ Đăng sẽ chia sẻ cho bạn về men vi sinh 10 chủng Bioamicus Complete. Men vi sinh 10 chủng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam và là giải pháp toàn diện cho các vấn đề đường tiêu hóa của trẻ. Chúng ta sẽ xét những điểm vượt trội của men 10 chủng Bioamicus Complete. Thứ nhất là lợi khuẩn được phân lập chính xác đến từng chủng. Các chủng lợi khuẩn có lịch sử sử dụng an toàn, có chứng minh hiệu quả trên người và được đăng ký tại Ngân hàng Men Vi Sinh Thế Giới. Với liều tối ưu là 1 tỷ lợi khuẩn mỗi liều là đạt liều khuyến cáo của WHO. Thứ hai là lợi khuẩn bền vững với axit dịch vị và muối mật đảm bảo sống sót đến 97% khi vào đến ruột non. Công thức Men Vi Sinh 10 chủng tối ưu và toàn diện nhất là sản phẩm Men Vi Sinh 10 chủng duy nhất trên thị trường. Sản phẩm Bioamicus thì cam kết không chứa chất bảo quản, chất tạo mùi vị, chất gây dị ứng hay các thành phần biến đổi gen. Bioamicus Complete đưa vào 10 chủng lợi khuẩn thuộc hai loại quan trọng nhất cần thiết phải có mặt ngay trong đường ruột khi trẻ mới chào đời và chiếm hơn 80% lượng vi khuẩn đường ruột. Đó là Lactobacillus và Bifidobacterium. Sự có mặt cùng lúc của 10 chủng lợi khuẩn mang lại hiệu quả tối đa cho các vấn đề liên quan đến đường ruột của trẻ. Công dụng của men 10 chủng đó là hỗ trợ dự phòng và hỗ trợ điều trị những vấn đề rối loạn tiêu hóa, dự phòng và hỗ trợ điều trị tiêu chảy ra kháng sinh, tiêu chảy nhiễm khuẩn, tăng cường miễn dịch, giảm khóc dạ đề, nôn chớ sinh lý ở trẻ sơ sinh và cân bằng hệ vi sinh đường ruột, duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đối tượng sử dụng của sản phẩm Bioamicus đó là trẻ em bị rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng như tiêu chảy, táo bón, đầy hơi, đau bụng, phân sống, nôn chớ, v.v. Những trẻ sử dụng kháng sinh để hỗ trợ điều trị các bệnh nhiễm trùng như là viêm phổi, viêm phế quản, viêm amidan, v.v. Những bé đang sử dụng sữa công thức mà hay bị mẩn đỏ tràm do những cái dấu hiệu dị ứng. Những trẻ tiêu hóa kém, biếng ăn và hay ốm vặt. Những trẻ mới ốm dậy cần phải hồi phục sức khỏe. Men 10 chủng Bioamicus còn có thể dùng để duy trì, hỗ trợ đường tiêu hóa cho trẻ. Sản phẩm thì không chứa các chất bảo quản, tất cả màu, tạo hương, không thành phần biến đổi gen, là nguồn men vi sinh an toàn nhất với đường ruột non nớt của trẻ.